Hello, xin chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Chỗ em vừa nắng vừa mưa đây này các bác này. Vừa mưa một trận to xong giờ lại nắng. Lúc nãy em định quay cho các bác luôn nhưng mà bây giờ nó mới tạnh mưa. Nên là bây giờ em mới quay cho các bác được đây. Một em máy Saturn X24, 24 mã lực. Mà là máy đời mới luôn nhá. Máy đời mới 24. Máy 24 mã đây. Đây phần nhìn này. Nó nguyên vẹn nguyên xi như này. Đó. So với em 23 bên cạnh thì nó có phần nhỏ hơn. Nhỏ hơn, gọn hơn. Nhìn rất là gọn gàng luôn. Nhưng mà nó là 24 mã lực. Nên là nó vẫn chạy rất là nhanh, chạy rất là khỏe luôn nhá các bác ơi. Nhìn so sơ bộ thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đó. Máy 24 mã và có trợ lực lái luôn. Power steering này. Đó. Đây phần lốp sau của em nó đây. Nhỏ nhỏ này. 9.5-22 đây nhá các bác ơi. 9.5-22. Lốp này. Đẹp này. Nứt nứt nhỏ nhỏ, nứt nhẹ thôi. Nhưng mà mòn ít nhá. Lớp trước thì mòn và nứt cũng khá rồi. La răng hơi xấu một chút. 6 chữ. Lốp trước này 6-14 này các bác này. Đó. Lốp 4 lốp nguyên bản theo máy luôn. Cầu này. Cầu đẹp luôn. Cầu cực đẹp luôn ấy. Đẹp cực kỳ luôn. Khô ráo cực kỳ luôn. Đấy. Phần gầm của nó. Phần cầu bên này. Đấy. Em xem. Hôm nay bọn em còn đang đi giao mấy cái máy mới của Janma nữa nào. Không có nhiều bạn thợ ở nhà thì em nhờ đánh máy lên cho các bác xem. Đó. Em xem có ai nhờ được không thì em nhờ nhé. Đây phần đuôi đằng sau đây. Đó. Phần đuôi đằng sau này. Rất là đẹp luôn. Đẹp mà chắc chắn lắm. Gọn gàng. Kiểu thiết kế rất là gọn gàng hiện đại luôn đấy các bác ơi. Đó. Bình thường những em Saturn này là bọn em hay bán. Nói chung về là hay bán được luôn lắm. Hôm nay mới về một em này đây. Biết có bác nào quất luôn không? Đó. Vừa mưa xong nên là nhìn máy rất là sạch sẽ luôn này các bác này. Nhìn như được tắm như mới luôn này. Đấy, phần số của nó đây. Ghế theo máy luôn này. Số chính ấy. Số chính ba tốc độ ở dưới này. Đó. Nó thiết kế ở bên dưới này luôn. Mà chỗ ngồi rất là rộng luôn nhá các bác ơi. VTO này nó bị hỏng nói sao ấy. Không biết cái phần dưới này có cái gì đây. Đây. Phần dưới chắc là VTO. Còn đây mới là số chính đây các bạn này. Đây mới là số chính của nó. Số chính của... 3 tốc độ đây nhá. Hộp gì đây. Hộp. Không mở được ra luôn. Đó. Máy móc của nó đây. Chỗ phần lên xuống của nó ở bên này này. Em thấy nó rất là rộng này. Ngồi rất là rộng luôn. Đây phần đầu máy nó sẽ như này nhá. Đó. Đầu máy nguyên bản nguyên pin đây. Ở đây xem. Đấy chỗ ngồi cực rộng luôn. Ngồi rất là rộng rãi thoải mái luôn nhá các bác ơi. Đó, máy đời mới có khác. Thiết kế cực kỳ hiện đại luôn. Đây em sẽ mở nó ra cho các bác xem động cơ bên trong này. Đó. Hôm nay thì các bạn nhà em đi vắng hết rồi. Hôm nay còn không có thợ luôn đấy các bác ạ. Thợ đi giao máy. Bọn em hôm nay giao mấy cái phụ kiện của Janma. Là Janma mới ấy. Nên là không có bạn nào ở đây cả. Quay sơ bộ cho bác xem luôn. Đó. Quay chay. Nếu mà các bác thích nó, muốn nghe tiếng động cơ rồi thì muốn quay trực tiếp thì bọn em sẽ kết bạn Zalo rồi quay gọi video quay trực tiếp luôn cho các bác luôn nhá các bác ơi. Đó, không có gì phải lăn tăn cả. Một em máy 24 mã lực mà 4 máy luôn. Động cơ 4 máy luôn. Động cơ 4 máy chạy cực khỏe luôn ấy các bạn. Chạy khỏe lắm.
mà nhìn nó thiết kế hiện đại gọn gàng mà chạy khỏe chạy nhanh thì các bác lựa chọn luôn em này đi, không cần phải những em to cồng kềnh gì đâu, cho nó nhìn nó to tát cồng kềnh làm gì cả, đúng không? Đó, phần động cơ của nó đây, bao zin luôn nhá các bác ơi, máy móc bao zin luôn, máy móc bên em mua thì các bác hoàn toàn yên tâm luôn là máy bao zin, bao không lỗi luôn cho các bác luôn nhá. Máy móc có vấn đề gì thì bọn em vẫn hỗ trợ đàng hoàng cho các luôn đó các bác ạ. Thế nào, mình mua máy ở những cái cơ sở uy tín, nó to tát, nó là cái bãi máy nó to này, chất lượng uy tín đặt lên hàng đầu như công ty em như này thì các bác hoàn toàn yên tâm luôn đó. Đây phần ống khói của nó, ống khói đây và nó chạy ở gọn gọn ở đây đấy, để cho khói ra như thế đó, thiết kế gọn lắm, gọn gàng lắm. Nhìn 24 mã lực mà nhỏ nhỏ xinh xinh này các bạn này, 24 mã và 4 máy đó. Đó rồi, xin phép nó hạ và xuống cho các bác nha. Đó, một em 24 mã 4 máy đó, giá thì cũng vô cùng đẹp luôn các bác ơi. Em sẽ báo giá dưới phần bình luận cho các bác nào quan tâm nhé các bác nhé. À, em xin phép là không công khai giá trên mạng, bởi vì em cũng nói rất là nhiều vấn đề này rồi, nên em bán hàng bên kinh doanh ấy, nó báo giá trên mạng nó rất là nhạy cảm luôn các bác ạ. Thì các bác chịu khó theo dõi phần giá dưới phần bình luận giúp em nhé. Đó, các bác nào quan tâm thì em vẫn báo giá như thường mà, nên chỉ là em không nói ở trên video thôi, nhưng mà phần bình luận em vẫn để giá bình thường cho các bác xem luôn. Đó rồi, các bác mà muốn quan tâm em nào, muốn quay chi tiết em nào thì có thể để lại bình luận, em sẽ quay cho các bác cụ thể nhé. Rồi ạ, em xin kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Đây, một đoạn đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé các bác. Xin chào tất cả mọi người nhé.